chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi thông tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị thân mến, khắp Nam Bộ đã đón năm mới Quý Mão trong tiết trời đặc trưng của mùa khô, trời nắng và hơi nóng vào buổi trưa. Nhưng đến tối và đêm nay thì dự báo thời tiết sẽ dịu mát, nhiệt độ không nơi nào vượt quá 25 độ. Một vài nơi ở khu vực phía Bắc của miền Đông thì sẽ se se lạnh, dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Sang đến ngày mai thì trời sẽ mỏng mây và sẽ có nắng nhiều hơn. Nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một lên đến 34 độ. Còn tại khu vực như là Tây Ninh, Vũng Tàu, Cần Thơ xuống Sóc Trăng, Cà Mau, dao động trong khoảng đó là từ 31 cho đến 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh trưa mai cũng sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ tăng lên đến 34 độ. Tuy nhiên thì thời gian nóng sẽ không kéo dài, chỉ khoảng từ 2 đến 3 tiếng vào buổi trưa. Vì vậy, nếu như quý vị chúng ta có ý định đi du xuân đến đường Hoa Nguyễn Huệ thì nên tránh đi vào khoảng thời gian này. Tốt nhất chúng ta nên đi vào buổi sáng, lúc đó nhiệt độ chưa cao và trời lại có nắng, chúng ta sẽ có những bức hình rực rỡ hơn. Quý vị thân mến, và năm nay thì những linh vật tại đường hoa được sắp xếp khác hơn so với mọi năm, đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của 12 con giáp. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển thì huyện đảo Hoàng Sa ngày mai sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km và gió sẽ là cấp 4 hoặc là cấp 5. Còn tại huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa dông kèm cảnh báo về lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây thì bản tin thời tiết xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.